Sơn. Xin chào các bác, cái bộ điều hòa em vừa giới thiệu với các bác đấy thì hôm nay em sẽ test thử cái con điều hòa này sử dụng điện 12V các bác nhé. Sử dụng cái lốc này và em sẽ sử dụng một con nguồn 12V, nhưng con nguồn này thì công suất nó cũng nhỏ thôi, em sẽ thử test xem nó có chạy được hay không. Tại vì cái con lốc này nó bình thường nó là 600W. Đây là cái dàn lạnh của nó này. Em sẽ kết nối dàn lạnh các bác nhé. Này, kết nối dàn nóng với dàn lạnh này qua cái rác này này. Đấy. Em chưa làm ga vội, cái ống ga này thì các bác sẽ biết rồi đây, ống này nối như thế này, ống đầu này. Các bác nhớ nhé, cái ống nó có hai ống, một ống 2 m, một ống 3 m. Thì ống 2 m chúng ta nối từ dàn nóng đầu cao áp, ở đầu cao áp của dàn nóng bắt vào cái đầu phía trên trên nhé các bác, trên của cái để hướng như này, nó ở trên ống to đấy, bắt đầu ống to này đấy. Và cái ống còn lại thì ống ngắn, ống nhỏ còn lại thì bác sẽ bắt một đầu với ống nhỏ phía dưới này đấy, một đầu ống nhỏ phía dưới này và một đầu chúng ta bắt vào cái mắt cua này, ở cái van tiết niêu này, ốc nhỏ ở đầu lỗ nhỏ van tiết niêu các bác nhé, ngăn lạnh. Tiếp theo là còn một cái ống dầu hồi, ống hồi lớn thì chỉ một đầu chúng ta nó bắt vào cái van tiết niêu, đầu này bắt vào van tiết niêu các bác nhé. Đấy, đầu này bắt vào van tiết niêu ở đây, có van tiết niêu chúng ta bắt ở đây. Đầu còn lại là đầu mà có cái đầu bơm này thì chúng ta lắp vào phía sát ở phía dưới này, tại bơm ga càng gần cái lốc này càng tốt các bác nhé, thì bơm sẽ nhanh hơn. Đấy thì về cái bắt ống em không nói rồi, các bác kỹ thuật thì các bác nhìn thì đầu ống nào chúng ta có thể bắt được ống đấy, cứ đỏ là đầu ra, đầu xanh là đầu vào đấy, màu nó đã quyết định cái đó rồi. Còn hai cái dây này là hai cái dây âm dương của nguồn điện vào, và cái dây của dàn nóng nhé, em đã nối trực tiếp đây rồi các bác nhé, em đã nối vào đây rồi, em đã nối cuốn băng dính ở đây rồi đấy. Các bác có thể cắt ra các bác nối lại, nhưng chỉ chú ý giúp em là nối màu đen với màu đen và màu xanh ở trên này sẽ là màu dương các bác nhé. Bác nhớ cắt ra thì các bác nối đúng như thế, nếu mà chúng ta nối không đúng ấy, ngược chiều thì cái quạt nó sẽ quay ngược và nó sẽ không hiệu suất, nó không làm mát giờ nóng, nó không tốt. Đấy, bây giờ em sẽ sử dụng một con nguồn để em test thử cái con này xem nó có chạy được không bác nhé. Đấy. Đấy, cái con nguồn này nguồn 12. Đây là con nguồn 12 đa năng, thế nhưng mà con nguồn này thì cái dòng nó cũng nhỏ nhưng mà em cũng chưa test thử bao giờ, nhưng mà em nghĩ là có thể là nó cũng hoạt động được, cho các bác xem là cái cụ thể nó hoạt động như thế nào. Và chúng ta chỉ cần nối đầu đỏ này vào cực dương của bình ắc quy các bác nhé, dương là có dấu cộng, đây là cái nguồn thôi, chứ còn nó lấy bình ắc quy thì cực âm này chúng ta sẽ nối vào cái nguồn của cái bình ắc quy cực âm hoặc bắt ra sắt si. Đấy. Bây giờ em sẽ cắm thử điện con này và em thử xem cái khả năng nó chạy như nào các bác nhé. Đấy. Ví dụ như con này em đang để là 10 cái này khoảng 13V đi, thoải mái. Điện ắc quy 13V. Và bây giờ em sẽ tiến hành em test thử con này cho các bác xem bằng cái nút bấm trên này. Bấm nguồn này. Đấy, nó chạy luôn. Đấy, đấy còn gió nó chạy. Thôi khi mà em quên em không lắp ống vào đấy các bác thấy không, áp nó mạnh quá là nó phụt phì cả dầu ra đây đấy, áp nó rất là cao các bác nhé, áp rất là cao thì các bác có thể thấy là nó đã hoạt động bình thường đúng không. Bây giờ em sẽ tắt cái chế độ mà khởi động của lốc đi, chỉ để sử dụng cái quạt quạt gió này thôi đấy, bật này. Đấy. Cái chế độ này là chỉ sử dụng quạt gió của cả dàn lạnh đấy, và dàn nóng thì lốc nó sẽ không chạy tại vì nó hiển chế độ là chỉ quạt gió không các bác nhé. Đấy, đấy quạt gió nó hút lên ở đấy các bạn thấy đấy. Dàn nóng nó sẽ giải nhiệt, nó đẩy gió lên trên này đấy. Các bạn thấy gió rất là mạnh luôn, nó hút không mở được cái xốp ra luôn rồi. Đấy, rất là mạnh này, gió rất là mạnh luôn. Đây khi mà chúng ta để cái chế độ này thì lốc nó không chạy thì quạt gió một lúc nó sẽ ngắt, chỉ có dàn dàn lạnh nó chảy gió thôi. Đấy, gió rất là mạnh các bác nhé. Đấy, gió rất là mạnh, để mức gió cao nhất đây chúng ta chỉnh gió ở đây các bác nhé, đây là chỉnh nhiệt độ bên này, nhưng mà chúng ta đang để cái chế độ mà sử dụng gió nên nhiệt độ ta không chỉnh được. Đấy. Đấy, lúc các bác thấy bật một cái là dầu đã phụt rồi đây. Đấy. Cái này thì đổ thêm dầu vào. Đấy, các bác mà có nhu cầu mà mua cái sản phẩm này đấy, cần mà tư vấn liên quan đến sản phẩm này thì vui lòng liên hệ với số điện thoại em ghi ở trên màn hình, em sẽ cho các bác cái giá tốt nhất
hiện nay trên thị trường, và đảm bảo các bác là các bác mua về lắp đặt rồi hoàn thiện và chạy sẽ êm ru. Đấy, các bác cảm ơn các bác theo dõi video, các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ kênh, cũng nhận những video mới nhất về những sản phẩm điều hòa máy 12 hoặc 24V sử dụng điện ắc quy. Cảm ơn các bác.